Ở Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí ba la mật đa, lấy vô sở đắc mà làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột đối với thân mạng vân vân đều không lẫn tiếc. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng với tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột đối với hạnh bố thí, chẳng khởi ý nghĩ thanh văn độc giác. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột đối với pháp bố thí, tin tưởng, chịu đựng, ưa thích, vui vẻ. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột đối với hạnh bố thí, siêng năng tu hành không dừng nghỉ. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tấn ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột đối với hạnh bố thí, nhất tâm hướng về trí nhất thiết trí, chẳng xen lẫn ý nghĩ thanh văn độc giác. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh lự ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu bố thí ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột đối với pháp bố thí, an trú trong tưởng như huyễn, như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang, như bóng sáng, như hoa hư không, như ảo thành, như trò biến hóa, không thấy người cho, kẻ nhận, vật cho. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là các đại Bồ Tát khi tu hành bố thí ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã ba la mật đa. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát ấy khi tu hành bố thí ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ sáu phép ba la mật đa. Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí khi tu hành bố thí ba la mật đa, đối với cái tướng của sáu phép ba la mật đa chẳng thủ đắc, chẳng đắm trước, thì nên biết đại Bồ Tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì bảo hộ tịnh giới nên đối với các sở hữu đều không luyến trước. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột đối với hạnh tịnh giới, còn chẳng cầu đến thanh văn độc giác, cũng là địa vị phàm phu. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới ba la mật đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới ba la mật đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột đối với pháp tịnh giới, tin tưởng, chịu đựng, ưa thích, vui vẻ. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới ba la mật đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn ba la mật đa.
Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Đối với hạnh tịnh giới, siêng năng tu hành chẳng dừng nghỉ. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Đối với hạnh tịnh giới, chuyên lấy đại bi làm đầu, với nhị thừa còn chẳng tác ý xen lẫn, huống là tâm phàm phu. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh giới Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Đối với pháp tịnh giới, an trú trong tưởng như huyễn, như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang, như bóng sáng, như hoa hư không, như ảo thành, như trò biến hóa. Đối với tịnh giới, chẳng nghỉ lại, chẳng chấp trước. Đối với việc ác, phá giới, chẳng nhàm chán, chẳng chấp thủ. Vì thọ trì cùng hủy phạm mà tánh là không. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, đại Bồ Tát như vậy khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, đã mặc áo giáp đại công đức đầy đủ 6 phép Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, nếu đại Bồ Tát với tâm tương ưng trí nhất thiết trí khi tu hành tịnh giới Ba La Mật Đa, đối với cái tướng của 6 phép Ba La Mật Đa chẳng thủ đắc, chẳng chấp trước, thì nên biết đại Bồ Tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Vì thành tựu an nhẫn mà đối với thân mạng vân vân không có sự luyến trước. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Đối với hạnh an nhẫn chẳng tác ý xen tạp, thanh văn độc giác, phàm phu hạ liệt. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Đối với pháp an nhẫn tin tưởng chịu đựng ưa thích vui vẻ. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Đối với hạnh an nhẫn siêng năng tu hành chẳng dừng nghỉ. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, nhiếp tâm vào một duyên tu hành an nhẫn, tuy gặp việc khổ mà chẳng đổi duyên khác. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu an nhẫn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột.
Đối với pháp an nhẫn, an trú trong tưởng như huyễn, như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang, như bóng sáng, như hoa hư không, như ảo thành, như trò biến hóa. Vì muốn tu tập tất cả Phật pháp, vì muốn thành thục tất cả hữu tình, quán các pháp là không, chẳng chấp oán hại. Xá lợi từ, như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba La Mật Đa. Xá lợi từ, Đại Bồ Tát ấy khi tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa đã mặc áo giáp đại công đức đầy đủ 6 phép Ba La Mật Đa. Xá lợi từ, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành an nhẫn Ba La Mật Đa, đối với cái tướng của 6 phép Ba La Mật Đa chẳng thủ đắc, chẳng chấp trước, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. Xá lợi từ, như vậy gọi là Đại Bồ Tát, vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, xuyên tu các hạnh bố thí khó làm. Xá lợi từ, như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, tinh cần hộ trì cấm giới thanh tịnh. Xá lợi từ, như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, siêng năng tu các hạnh an nhẫn khó làm. Xá lợi từ, như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức an nhẫn Ba La Mật Đa. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, nhiệt thành siêng năng tu khổ hạnh có lợi ích. Xá lợi từ, như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức tinh tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, siêng năng tu các thứ tịnh lự đẳng trí. Xá lợi từ, như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tinh tấn Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, tinh tấn tu hành trí tuệ không thủ trước. Xá lợi từ, như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức bát nhã Ba La Mật Đa. Xá lợi từ, Đại Bồ Tát ấy khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ 6 phép Ba La Mật Đa. Xá lợi từ, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí khi tu hành tinh tấn Ba La Mật Đa, đối với cái tướng của 6 phép Ba La Mật Đa chẳng thổ đắc, chẳng chấp trước, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã mặc áo giáp đại công đức. Xá lợi từ, như vậy gọi là Đại Bồ Tát vì muốn lợi lạc tất cả hữu tình nên mặc áo giáp đại công đức. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh lự Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, an trú tĩnh tâm mà hành bố thí, khiến cho cấu uế san lẫn chẳng còn hiện hữu. Xá lợi từ, như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành bát nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức bố thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, xá lợi từ, các Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu tịnh lự Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, do định lực thanh tịnh hộ trì cấm giới, khiến cấu uế phạm giới chẳng còn hiện hữu.
Xá Lợi Tử như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp Đại Công Đức Tịnh Giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Tịnh Lực Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Tịnh Lực Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, an trú định từ bi mà tu an nhẫn khiến giận dữ vân vân chẳng còn hiện hữu. Xá Lợi Tử như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp Đại Công Đức An Nhẫn Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Tịnh Lực Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Tịnh Lực Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng và vị giác ngộ cao tột, an trú định thanh tịnh, siêng năng tu công đức khiến các sự giải đãi không còn hiện hữu. Xá Lợi Tử như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp Đại Công Đức Tinh Tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Tịnh Lự Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Tịnh Lự Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, nương vào các tịnh lự dẫn pháp thắng định, khiến cho sự mê đắm tán loạn chướng ngại chẳng còn hiện hữu. Xá Lợi Tử như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp Đại Công Đức Tịnh Lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Tịnh Lự Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Tịnh Lự Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, nương vào các tịnh lự dẫn pháp thắng tuệ, quán tất cả pháp đều như huyễn, khiến các ác tuệ chẳng còn hiện hữu. Xá Lợi Tử như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp Đại Công Đức Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi tu hành Tịnh Lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp Đại Công Đức đầy đủ 6 phép Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí khi tu hành Tịnh Lự Ba La Mật Đa, đối với tướng của 6 phép Ba La Mật Đa chẳng thủ đắc chẳng chấp trước, thì nên biết Đại Bồ Tát ấy đã mặc áo giáp Đại Công Đức. Xá Lợi Tử, như vậy gọi là Đại Bồ Tát vì muốn lợi đạo tất cả hữu tình nên mặc áo giáp Đại Công Đức. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thấy người cho, kẻ nhận, vật cho, ba luân thanh tịnh mà hành bố thí. Xá Lợi Tử như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp Đại Công Đức Bố Thí Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thấy trì giới và phá giới vân vân, dùng tâm vô trước mà tu tịnh giới. Xá Lợi Tử như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Tịnh Lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp Đại Công Đức Tịnh Giới Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, chẳng thấy các việc năng nhẫn sở nhẫn, dùng không tuệ thủ thắng mà tu an nhẫn. Xá Lợi Tử như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp Đại Công Đức An Nhẫn Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, quán tất cả pháp đều rốt ráo không, dùng tâm đại bi mà hành tinh tấn. Xá Lợi Tử như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp Đại Công Đức Tinh Tấn Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện, cùng tất cả hữu tình đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột, quán nhập trú xuất định và định cảnh đều rốt ráo không mà tu đẳng trí.
Xá Lợi Tử như vậy gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành tịnh lự Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức tịnh lự Ba La Mật Đa. Lại nữa, Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy tâm tương ưng trí nhất thiết trí mà tu Bát Nhã Ba La Mật Đa, lấy vô sở đắc làm phương tiện cùng tất cả hữu tình, đồng hồi hướng quả vị giác ngộ cao tột. Đối với tất cả pháp, tất cả hữu tình, tất cả ba la mật đa, an trú tưởng như huyễn, như mộng, như ảnh tượng, như tiếng vang, như bóng sáng, như hoa hư không, như ảo thành, như trò biến hóa, mà tu các thứ tuệ không thủ trước. Xá Lợi Tử như vậy, gọi là Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức Bát Nhã Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát ấy khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, mặc áo giáp đại công đức đầy đủ 6 phép Ba La Mật Đa. Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa lấy tâm tương ưng với trí nhất thiết trí, đối với tướng của 6 phép Bát